Chị cứ đi làm về rồi nuôi chồng nuôi con luôn. Đúng rồi. Mình bỏ được, mình khỏe không? Khỏe. Khỏe hả? Ừ. Chị có 43 cái, giờ chị được 61 cái rồi cơ. Bỏ được chồng cái là lên Ừ. ký liền, Ừ. đúng không? Mình khỏe không có suy nghĩ. Chứ chồng mà làm biếng vậy thì sao đây? Ừ. Đầu Mình óc chị thông thả lắm, chị ăn rồi chị ngủ. có người yêu mới chưa? Có rồi. Có rồi luôn Ừ. hả? Người Lâu chưa? ta làm mai cho chị. Lâu rồi có, như người ta thấy chị thôi ra rồi là ta làm mai liền, là chị không có tự quen. Được mấy năm rồi? Chị quen hai 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 mối rồi. 2 mối rồi cơ hả? Ừ, một mối rồi 13 năm hồi chị ấy nói người ta làm mai là ở Bến Tre qua, rồi chị cũng đi làm chung sống chung vậy đó. Vậy là Rồi mối 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 đầu là bỏ rồi, nửa bỏ rồi hả? rồi. Ừ, bỏ Được được năm, mấy tháng là được bỏ? 5 rưỡi rồi. Bỏ mối rồi 13 năm á, Sao bỏ? tại ta còn vợ, giờ mình suy nghĩ lại rồi thôi bỏ cho ta về vợ ta đi. Ủa vậy là lúc trước là quen mình là mình có biết không? Biết. Mình vẫn biết còn mà Ừ. mình vẫn quen hả? Ừ, biết nhưng mình chấp nhận, tại vì nó người ta nói là người ta lo được, người ta lo được cho mẹ con mình rồi mình quen. Là người ta chưa có ly dị vợ. Chưa, nhưng mà người ta vẫn giải quyết gia đình ta được, mình vẫn điện lần Ôi nào ta mình vẫn đừng nghe. tin, mình như vậy là Ừ. mình có lỗi đấy, Ờ, bởi vậy đúng bây giờ không? mình suy nghĩ lại rồi mình không quen nữa, cắt đứt luôn. À, Mình như vậy là mình là người thứ ba mình phá phá vỡ người phá khác, phá vỡ gia căn đúng gia đình không? người ta. Ừ. Thường thường trên mạng người ta hay nói cái câu là tiểu tam đấy, Ừ. đúng không? Mà hồi đó chị cũng, chị quen thì quen chứ chị nơi ông ngã chứ chị cũng muốn sống chung. Là ông tán chị, ông nói ông vẫn còn vợ. Ừ, vẫn còn vợ. Chị thừa biết ông qua bên chị ông mua dừa khô rồi. Vậy là mà vẫn duy trì được mười mấy năm, 13 năm. chứ là chị vẫn gan đấy. Nhưng mà chị không có ở nhà đâu, mà chị sợ bắt ghen, tại vì chị đi trên Thủ Đức chị làm hết trơn á. Rồi còn ông sau, Ông sau này mới quen hơn năm mấy nay thôi. nhưng mà có ngon lành không, Ngon, ông chủ nhà trọ có là cục cô. cục nhớt có chả bá không? Không, ông siêng lắm, giờ ông đang đi làm. Chủ nhà trọ mà ông còn đi làm xưởng nhôm nữa. Ông có vợ chưa? Ông thôi vợ rồi. Đó mình phải tìm hiểu kỹ Ừ, nha. thôi vợ. Thôi vợ là phải kêu ông đưa cái giấy tờ ly dị cho mình xem. Đúng. Vậy là ở chung chưa? Không, ông ở chung, tại vì ông mắc coi nhà trọ, ông đâu có ở chung được. Ông có lo được cái gì cho mình không? Lo được đủ thứ hết trơn, lo hơn ông trước nhiều. Lo được cái gì, chị kể sơ sơ xem nào. Thì nhà không có cái gì thì ông mua nấy, tự ông mua cho vậy đó. Ông đẹp trai không? Không, ông đẹp trai, ông bất kỳ Rồi, coi cũng được. ông người Bắc thôi chứ đừng có nói bất kỳ. Coi cũng được kệ. Em À, đang người Bắc đây này không, ông cũng chịu, ông bất kỳ, hả? ông chịu, ông bất Ông chịu kỳ. nhưng mà em không chịu. Ừ, em không chịu Người thôi. Bắc là người Bắc ấy, sao lại bất Ừ. kỳ? Ông nói là ông bất kỳ thì chị bắt chước ông như nói Em lại chị luôn đó. vậy. Mình không có phân biệt vùng miền. Ừ, biết rồi, nhưng mà miền ta cũng như miền mình Đúng thôi. rồi. Ừ, nhưng mà tại ông nói vậy cái chị quen cái miệng á. Tại vì ông thích nói vậy. Tại vì ông nói với chị là ông nói vậy không à, rồi chị quen miệng cái trước chị nói vậy Là chứ em chị cũng quên em. ông lo là lo chu đáo cho mình hả? Đúng Ăn ngày 3 bữa, quần rồi. áo mặc cả ngày ha. Ừ. Có đưa đi chơi không? Đợi ngủ đi chơi, chị làm miếng gì không đi, Sao hả? tại vì chị ở nhà chị còn sửa quần áo cho người ta nữa chứ chị đâu có không. À, chị biết may hàng hả? Ừ. Ông có mua được cái gì cho mình chưa? Có mua đủ thứ hết trơn. Mua cái gì? Xe cộ vàng vòng chưa? Có mua hết trơn. Mua được xe hả? Ừ. Ông này ga lăng dữ hả? Ừ. Xe xịn không? Xe quay về thường 21 triệu. 21 triệu là xịn sò Ừ, đấy, xe đó sang xịn mịn rồi đấy. mới mua được 3 tháng. 3 tháng. Chị hay ha, nhất Ừ. là chị Không, tự thương chị rồi tự mua chứ chị không có ngỏ lời, chị kêu mua. mình không có bào ha. Không. Chị có hiểu từ bào Không biết hiểu. không? Dạ rồi, em xin phép chào chị. Ừ. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì? Chị tên Lê Thị Bích Tuyền. Chị Tuyền. Chị À. Tuyền là quê quán ở đâu đây? Quê chị ở An Trường, Càng Long, Trà Vinh. Trà Vinh. À. Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ chị gì đây? À, giúp đỡ chị là đi tìm con với cháu chị giùm. Tìm con. À. Con gái Con à? gái. Con gái chị năm nay nhiêu tuổi rồi Con gái chị? chị hôm nay 17 tuổi rồi. Là ẩm cháu ngoại mình đi luôn hả? Đúng rồi. Trời đất ơi. Ừ. Con nhà mình 17 tuổi Đúng. là có gia đình, có Vâng. con rồi. Ừ. Con gái nhà mình lập gia đình lâu chưa chị? Hồi năm ngoái. À, vậy là năm 16 tuổi. Đúng rồi. Đúng với câu của bài hát à. Vâng. Năm 16 tuổi là em đi lấy chồng. Ừ. Dạ. Cháu ngoại nhà mình năm nay là được mấy tháng rồi đây? Được 5 tháng mấy rồi. 5 tháng mấy hả? Ừ. Con nhà mình đi là đi đâu? À, nó quen trên mạng nó đi. Quen trên mạng, quen với ai? À, quen với cái thằng bạn đó trên mạng. Trời đất ơi, quen với người đàn ông khác. Vâng. Ôi trời ơi. Rồi con rể nhà mình đâu? Con rể nhà mình đi làm.
Chồng của bé này là không có về đây với chị hả? Không, đi làm ở Long, đi làm ở Tây Ninh này. Nhưng mà sao lại không về đây? À, bây giờ công ty dời đi Đà Lạt rồi, không có xa quá không về được. Mới làm mới có mấy ngày à, Là mới vô công ty. hôm nay chị về đây là con rể mình có biết không? Biết. Chị có nói với con rể đúng không? Có, hôm qua có điện. Là con rể nói không về được, bận đi À, làm. à, không về được, xin xin về nhưng mà người ta không cho về được, nói là cần chứ không có xe về luôn. Con rể là quê quán ở đâu chị? Quê ở Trà Vinh luôn. Cùng quê. Đúng rồi. Trước kia con nhà mình và con rể là quen nhau, tự quen Qua hay là mạng. làm mai? Qua mạng. Cũng qua mạng luôn hả? Vâng. Trời ơi. Và bây giờ lần này đi theo người đàn ông khác cũng quen qua mạng luôn. Đúng rồi. Con nhà mình đi cụ thể là ngày nào đây? Ngày 12. Ngày 12 tháng 6. 12 tháng 6. Hôm nay là ngày 10, 19 rồi. Ừ. Đi lúc 11 giờ 17. Mang theo những thứ gì đi chị? À, ẵm theo đứa bé và mấy túi đồ của con với của cháu. Máng lần này lên xe luôn. lần này đi là mang hết đồ đạc quần áo của con Vâng, đúng rồi. cũng như là của mẹ đi luôn. Vâng. Cái chuyện mà con nhà mình quen cái bạn trai đó trên mạng đó nhà mình có biết không? Không, không biết, tự nó biết hà, xong rồi bữa mùng 4 nó rước nó về ăn mùng 5. Xong rồi chiều cái thằng này nó điện thằng này nó mới lại tới nhà. Lại tới nhà cái cả nhà mới la nó. La nó xong rồi nó mới quay xe nó đi. Nó đi xong rồi cái qua tới mùng 7 là nó 11 giờ mấy nó mới quay lại là nó rước con bé này đi. Là nó ở nhà trọ đâu không cần biết nhưng mà nó cũng vẫn mặc bộ đồ đó luôn. Thằng đó mình có biết nó nhiêu Đi, tuổi không? nó 18 tuổi. Họ tên là gì? À, nó tên Minh Hiếu chứ không có biết họ nó, tại vì nó trên Zalo Facebook của nó như vậy. Quê quán ở đâu mình biết Quê không? quán nó đăng lên, nó nói là quê nó ở An Giang. Nhưng Vậy mà là hiện tại vợ làm việc ở Long An. trước kia có tới nhà mình rồi. Tới nhà mình bữa mùng 4 ta, mùng 4 rồi nè. Hôm đó tới thì thanh niên nó nói như thế nào? Nó nói là nó bạn của nhỏ con. Còn con gái nhà mình nói Con sao? nhỏ con gái thì nói bạn quen trên mạng. Lúc đó chồng của bé có đấy không? Không, chồng của bé lúc đó là ở dưới nhà. Ôi trời đất ơi, vậy là con gái nhà mình Nó lập trên nhà mẹ ruột. con gái nhà mình lập gia đình là có ở chung với chị không? Không, nó ở bên chồng rồi, rồi nó đi ở trọ ở trên Long An. Nó đi làm. Cái chuyện này là chị đã thông báo cho xui ra biết chưa? Biết hết rồi, ở dưới xui, ở dưới bà xui thông báo lên mà. Tại đi ở dưới. À vậy hả? À, đi ở dưới nhà bà xui. Đi xuống tới nhà bà xui rước. Ôi thằng kia nó ăn cọp hay sao mà nó Đúng liều rồi. dữ hả? Đúng rồi. Đi xuống tới nhà bà xui rước, bà xui đi phơi bánh tráng rồi chưa có về ăn cơm, là 11 giờ rưỡi mới về. Là 11 giờ 17 phút là nó đã rước bé này đi rồi. Trời đất ơi, bây giờ xui ra nói với chị vậy có nói gì nữa không? Không, không nói gì hết, nói giờ đi tìm cháu về chứ không có nói gì hết. Bên xui ra biết cái chuyện như vậy rồi có tha thứ cho con nhà mình không? À, tha thứ hay không thì không có nói, nhưng mà xui không có nói, mà xui kêu là đi tìm mẹ con nó về thôi. Chắc là đang lo cho cháu nội rồi, Đúng rồi. lo cho Để... đứa bé Không, này. bà xui khóc, bà xui thương cháu Khóc lắm. hả? Ừ. Khổ, thật sự khổ. Đi xuống dưới bà nói mà bà khóc tội nghiệp. Con nhà mình nhỏ quá mà còn Đúng nhỏ mà. rồi. 16 tuổi là lấy chồng rồi thì nay Đúng rồi. 17 tuổi có con rồi. Ừ. Sinh con trong năm 16 luôn. Sinh con trong năm 2010 à, năm 16 tuổi Ừ. luôn. Cũng như Trời đất ơi. nó quen đầu đầu năm rồi cuối năm nó sanh. À, là nó sanh là tháng Đó nhà 11. mình không biết à? Không, nó quen rồi là nó dẫn đi là 4 tháng về, nó có thai 4 tháng rồi, mình đâu có rõ được. À, rồi bắt đầu mình mới xuống nói với bà xui chấp nhận. Vậy Ở là dưới trước cũng có lên nói kia chuyện. con nhà mình cũng bỏ nhà đi Đúng rồi. cũng 4 tháng Ừ. và đi theo chồng hiện tại bây giờ, Đúng rồi. rồi sau đó thì có bầu rồi mới quay Đúng về. rồi, quay về. Trời đất Quay ơi, về xong rồi hai bên chấp nhận hết. có làm đám cưới không? Ai cho cưới? Không có cho cưới. Biết là không cho cưới rồi, ý là Không, gia đình không nhà có mình có làm gì tổ chức hết. không? Không. Chứ Cũng như 16 tuổi ai cho làm đám cưới đúng rồi, đâu. ở dưới đi lên nói chuyện thôi, cũng như nhận con dâu thôi. Rồi vậy là xong, không có Vậy gì là hết. xong, đơn giản ha. Ừ. Chị thấy Rồi. khổ tâm không? Khổ chứ nhưng mà gắng chịu. Ông Ừ. xã chị đâu, sao hôm nay không về đây cùng với chị? Ông xã chị thôi, chị hồi con chị 3 tuổi tới giờ. Ôi trời ơi, chị mấy người con? Chỉ có mình nó à. Có mình bé này. Đúng rồi. Ông xã thì thôi hồi lúc 3 tuổi, bé 3 tuổi hả? Đúng rồi. Em hỏi điều tế nhị nha, sao À. mà lại thôi đây? Tại ông xã chị làm thợ hồ mà tuần 6 ngày làm được 2 ngày, còn 4 Chị nói ngày lớn lên nghỉ. nào. Một tuần chị chồng chỉ làm thợ hồ mà một tuần 6 ngày làm 2 ngày, còn 4 ngày nghỉ.
rồi không đủ nuôi mẹ con chị, rồi chị viết đơn chị ly dị. Tức là không có việc làm hay là anh không có việc làm nhưng mà làm biếng không làm làm biếng à? Đúng rồi, cục nhớt chà bá đúng không? Đúng rồi, em nói đúng á. Vậy là chị đi làm chị lo cho gia đình không? Đúng hả? Rồi rồi chị ly dị ra rồi chị mới đi mai công ty giày da ở Tiểu Cần ở Trà Vinh, chị mới nuôi con chị, rồi nuôi mới tới giờ này. Bé là trước là học hết lớp mấy đây? Học nửa năm lớp 10, rồi mới nghỉ ngang mới theo chồng nó rồi mới về đẻ. Đang học lớp 10 rồi bỏ đi đúng không? Đúng rồi. Chị vẫn đủ khả năng năng lực để cho con ăn học nhưng mà con đúng, không chịu học đúng. Phải không? Khổ thật sự, đây là một câu chuyện cực kỳ phức tạp. Câu chuyện nhà mình phức tạp lắm á. Đúng rồi. Chị nói thật sự với em luôn là chị không giường, không ruộng, không đất, không nhà. Mà bây giờ chị ở là ở đất của bà mẹ. Chị có cái nhà đặng cho mẹ con ở, đặng trú. Rồi chị nuôi như nó tới mười mấy năm nay. Rồi giờ nó bỏ chị nó đi như vậy. Mười mấy năm thì hai cha con có gặp lại nhau chưa? Không, không có gặp luôn. Bỏ mất luôn tới giờ này. Rồi chồng chị là không liên hệ, không thăm con? Không luôn. Không cấp dưỡng, không gì hết. Tự chị nuôi. Trời đất ơi, chán Bên nội không có qua thăm luôn. Không cấp dưỡng luôn. Rồi cháu nội đẻ là bà nội cũng không có thăm luôn. Gần ở gần chứ không có ở xa nha. Gần nhau hả? Đúng rồi, cùng ấp luôn á. Cùng ấp. Vậy đi ra đường mà gặp mặt, vô tình gặp mặt nhau thì sao đây? Chị không biết, như người lớn người ta không ấy thì thôi chứ mình đâu có nhầm gì đâu. Buồn ha. Tại vì chị không có phước thì chị phải chịu thôi. Giờ đến con mình vậy cũng thế. Đúng thật rồi. Sự rất buồn đúng không ạ? Buồn lắm nhưng mà không biết làm sao, thôi kệ. Cái gì nó cũng qua. Dạ. Con nhà mình là tính tình như thế nào đấy chị? Tính nó ngang lắm. Nói nó không nghe, lì lắm. Giống bố. Giống ba hả? Lì lắm, ngang lắm, nó không nghe. Không trả lời, nhưng mà không nghe. Thì á. Giờ này lại đi ôm con mới được 5 tháng tuổi mà ôm đi theo cái người thanh niên kia mà đặc biệt quen trên mạng. Đúng rồi. Không biết người ta có thương thật không đây hay bởi là người ta lợi dụng đây. Ta lợi dụng, ta bán qua Campuchia. Vậy là đi hôm mùng... 12, hôm nay 19 là được 7 ngày. Ừ. 7 ngày mình có liên lạc được cho con không? Không có liên lạc được luôn, nó đi là nó chặn cuộc gọi, chặn tin nhắn hết tất cả luôn, không có ai điện được hết. Chị có hỏi bên chồng của bé là có la giày gì bé không? Không. Tự nó chứng lên rồi nó quen qua mạng rồi nó hẹn nhau nó đi thôi chứ bên chồng không ai làm gì nó hết á. Bên chồng thương nó lắm. Mình đã tìm hiểu kỹ chưa? Kỹ rồi. Vậy con nhà mình là ở nhà chăm con chắc bấm điện thoại nhiều hả chị? Đúng rồi. Bấm nhiều không? Bấm nhiều, bấm tối ngày. Con nó lên chị mà chị còn la, mà chị nói con mà mày không lo mà mày tối ngày bấm điện thoại không. Nó quẹt 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 nó bấm mà chị không biết nó bấm cái gì, chị không có để ý. Đặc biệt là mới sinh là phải hạn chế. Thứ nhất là chưa được 6 tháng là phải hạn chế cực kỳ điện thoại, bởi vì chơi điện thoại nhiều. Thứ nhất là ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như mắt đấy. Đúng rồi. Thứ hai là dễ bị sa ngã trên các trang mạng xã hội lắm. Còn chồng là cứ đi làm ăn xa vậy hả? Chồng là đi bao nhiêu ngày về lần? Hồi đó thì chồng đi làm ở Long An là nó lên tỉnh nấu cơm cho chồng nó ăn là ở chung. Rồi mới về đây hồi bữa mùng 5 thôi, về đây là ăn mùng 5 rồi lên là mới đi thôi chứ đó giờ không có đi. Cái thanh niên kia chị nhìn thấy mặt rồi đúng không ạ? Nhìn thấy mặt rồi, nó có đăng lên luôn, trong điện thoại chị có nó luôn. Cao to không chị? Cao to. Đẹp trai không? Cũng được chứ không có đẹp trai. So không với đẹp. Con rể thì ai đẹp hơn? Không, nó coi được hơn. Cái thằng mà dành con gái cho mình đi hả? Tại vì nó tròn trịa hơn. Ngon lành cái hơn mặt hả? Nó tròn hơn, nó coi được hơn. Còn thằng rể chị thì nó ốm. Rể nhà mình là bao nhiêu tuổi chứ? 18 hả? Rể của mình là 23. 23. Vậy là ngày xưa là con rể nhà mình cũng là cái người dụ con gái nhà mình đi đúng không? Không biết ai dụ ai chị không biết, nhưng mà hai đứa nó quen nhau rồi nó nắm tay nó đi luôn, rồi về nó có bầu 4 tháng, hai bên nhận nhau đó. Mà chị không biết ai dụ ai. Cuối cùng bây giờ lại đến thanh niên khác dẫn con gái nhà mình đúng đi rồi. Mà chưa biết lần này là thanh niên đó dẫn hay là con gái nhà mình dụ nữa. Đúng rồi. Mình cũng chưa xác minh mình được. Mình chưa có biết quyết định được. Nhưng mà một người phụ nữ, một người gọi là thiếu nữ đi chứ không phải là phụ nữ, chưa được phụ nữ, thiếu nữ mới 17 tuổi. Em nói thật luôn, ăn chưa no lo chưa tới, mà đặc biệt lại ẩm theo đứa con 5 tháng tuổi nữa đi, không có người lớn bên cạnh thì làm sao mà chăm sóc đây? Con thường thường ở nhà là bé này chăm hay là gia đình bên nội chăm? Bé này chăm, tự chăm, bà nội đi làm.
còn bú sữa mẹ đúng không? À, còn bú sữa bình chứ không bú sữa mẹ. Ủa không bú sữa mẹ hả? Không, không bú sữa mẹ, nhỏ lớn không có sữa mẹ không có. Ủa sao thế? Là không có sữa hay sao? À, có sữa nhưng mà bị nghẹt. À. Bơm không ra. Vậy là cháu nhà mình phải bú sữa ngoài. Đúng rồi. Thường thường là sữa mẹ là tốt nhất. Đúng rồi. Đúng không ạ? Ừ. Bé cũng tiếc ha. Ừ. Ủa thật sự chị bây giờ chị rất lo sợ rằng là cái thanh niên kia không biết dẫn con gái nhà mình đi đâu về đâu như thế nào. Không biết dẫn đi đâu về đâu mà không biết nó có lo được cho con mình không, hay là sau này hả là nó làm thế này thế kia, mình sợ vậy thôi chứ mà quýnh đập thì mình không có sợ. Lo thì sao mà lo được, em nói thật luôn, thì mình không cứ, thể lo được. Thì mình làm cha làm mẹ thì mình cứ lo vậy đi, nhưng mà nó làm sao thì thứ mình nhất không biết. Là thanh niên kia mới 18 tuổi và đặc biệt thanh niên kia chưa có gia đình đúng không ạ? Ừ. Mà nghề nghiệp thì cũng chưa biết làm nghề gì. Đúng rồi. Mà đặc biệt giờ phải nuôi cả con nhà mình, nuôi cả cháu ngoại nhà mình, làm đúng sao rồi. Mà nuôi đây? Bởi vậy. Thu nhập như thế nào mà nuôi? Ừ. Nếu mà thu nhập 6-7 triệu thì không thể nuôi nổi luôn. Đúng rồi. Mà chưa biết thanh niên kia là có việc làm hay không, hay là như thế nào, ừ. Rồi ở đâu đây? Rồi đặc biệt đứa trẻ mới có 5 tháng tuổi này là trẻ con thì tất cả mọi trẻ con á, thường thường là còn nhỏ là hay ốm vặt lắm. Ừ. Không tránh khỏi cái cảnh mà ốm vặt được. Ừ. Mà con gái nhà mình thì nhỏ xíu gì được chăm sóc sao đây? Đấy. Con nhà mình là cao 1 mét mấy đây chị? 1m72. Nặng. Nặng 72 kg. 1m72 nặng 72 kg. Đúng rồi. Ôi trời đất ơi. Cái đó là hồi nó cân. Ồ. Nó cân là hồi nó còn đi học á nha. Còn bây giờ thì nhiêu thì chị không gần. Bây giờ chắc sinh xong chắc phải mập giờ hơn rồi. Giờ hơn thấy nó bự hơn. Tại vì là ăn ở không là phải đúng ú rồi. Hơn rồi. Ừ. Chị hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con gái của chị đi. Nói cho con chị về. Giờ giờ con ở đâu á hả, con về gặp mẹ đi chứ giờ mẹ nhớ con ở trong ngoài quá trời, mẹ không biết con tìm ở đâu nữa. Chị nói tình cảm vào, nhớ cháu ngoại lắm. Mẹ nhớ cháu ngoại lắm, nhà ơi con đem ra ngoài gì cho mẹ đi. Bây giờ như này, bây giờ con ở đâu đó, sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Đặc biệt là phải mang cháu ngoại càng sớm càng tốt về gia đình, để gia đình nội ngoại hai bên là chăm sóc. Bởi vì con mới 17 tụi con biết cái gì đâu mà con chăm sóc cho con. Chị nói lớn lên. Dạ ơi con đem cháu ngoại về cho ngoại chăm sóc cho con đi, chứ con còn nhỏ quá con mới chăm được con đâu, về cho mẹ chăm cho con nghe. Chị hãy nói một cái điều gì đó với cái thanh niên kia đi, thanh niên mà đang đi cùng với con gái nhà mình đi. Hiếu ơi, con có dẫn con của bác đi đâu á hả? Con trả về cho bác đi, đặng cho bác lo cho cháu ngoại của bác chứ con dẫn đi như vậy rồi bác không biết ở đâu, bác ở nhà bác buồn lắm con ơi. Cái này thanh niên kia là đang phá vỡ gia can hạnh phúc đúng mình rồi. Đấy. Mình là trai tân thì mình thiếu gì ở ngoài đúng đâu. Rồi đấy. Con gái độc thân đầy mà. Chứ con nghĩ nó coi cũng được trai mà chứ nó đâu có xấu đâu. Tại sao mà mình mới 18 tuổi mà mình đi làm một cái chuyện mà không thể chấp nhận được. Mình đi cướp vợ của người khác, phá vỡ gia can hạnh phúc người khác. Dạ. Xuống tới nhà chồng rước đi nữa, đã tới đó đó là chị đã nói rồi, nó con ơi, nó có chồng rồi. Nó nói con thôi chồng. Chị mới nói là nó có chồng rồi, nó đang có ở với chồng nó đó con ơi. Dì rước về đây cho nó ăn một năm mà dì đưa về dưới đó, nó đang ở với chồng, đang sống với chồng nó đang ở dưới đó, muốn không dì điện chồng nó lên liền bây giờ nè. Cái nó nói dạ con không biết, giờ con lỡ thương rồi. Rồi nói là thôi giờ con lỡ thương rồi mà thương qua mạng không cũng đâu có nhậm gì, con đâu có sống chung ở chung đâu mà con thương bằng chồng nó. Thôi giờ con đi về con kiếm người khác đi, con để cho sống chồng ở cho hạnh phúc đi, chứ con đừng có giờ con cắt đứt liên lạc với nó luôn đi. Rồi á chị nói như vậy rồi mà hả cuối cùng mà nó cũng quay điện đặng là nó dụ con này đi cho bằng được. Vậy là con gái nhà mình có thể nói với thanh niên kia là đã thôi chồng rồi đấy. Đúng rồi. Đúng thì không? Nó có nói. Con gái nhà mình 17 tuổi mà suy nghĩ tới đâu. Làm theo cảm hứng không à. Ừ. Thích cái nào là làm cái đó à, đâu có suy nghĩ được xa xôi đâu. Đó, thật sự đó là những điều rất khổ. Tại sao em lại hay nói là những thiếu nữ mà chưa đủ tuổi mà khi mà lấy chồng thì thật sự là hạnh phúc khó giữ được bình lâu lắm. Bởi vì suy nghĩ có tới đâu. Ăn chưa no, lo chưa tới, suy nghĩ cái gì đây. Đôi khi chơi mạng xã hội bị cám dỗ cái là nghe theo bỏ nhà đi. Thì nó cứ nó ham vui thôi chứ nó không có biết suy nghĩ gì đâu cưng ơi. Đó ham vui đúng. Ừ. Chị nói đúng đó, ham vui đó. Chứ cha nó lớn từng tuổi đó mà còn không biết suy nghĩ đây, mà nó mới bị lớn làm sao nó biết suy nghĩ. Cha là chồng của chị á đúng, đúng không? Rồi. Nếu như mà biết suy nghĩ thì chị đâu có thôi.
Chị ly thân 2 năm chị kêu giờ đi làm đi nuôi vợ nuôi con, giờ nuôi con cũng được, không cần nuôi vợ, còn chị làm công ty, chị may bên giày da đó rồi hả, rồi chị có lương chị ăn rồi. Mà ổng không làm, ổng không có khắc phục được thì giờ chị phải đi vậy ổng thôi. Vậy là chồng chị là chỉ có ăn chơi nhậu nhẹt vậy hả? Không có ăn chơi nhậu nhẹt, không gái gú không gì hết, mà có cái làm biếng không đi làm thôi. Còn nhậu gái thì không có, chị không có ghen cái điều đó. Nhưng mà có không? Chồng chị có ăn nhậu không? Không, không có biết nhậu. Không biết nhậu vậy mà sẽ làm biếng hả? Ừ, làm biếng. Chứ là cục nhớt vậy như quả đúng dừa rồi. Thôi. Tô co đô to lớn con chứ không có nhỏ mà làm biếng. Vậy là chị cứ đi làm về rồi nuôi chồng nuôi con luôn. Đúng rồi. Mình bỏ được, mình khỏe không? Khỏe. Khỏe hả? Ừ. Chị có 43 ký, giờ chị được 61 ký rồi cơ. Bỏ được chồng cái là lên ừ. ký liền, Ừ. đúng không? Khỏe, không có suy nghĩ. Chứ chồng mà làm biếng vậy thì sao đây? Ừ. Đầu óc chị thông thả lắm, chị ăn rồi chị ngủ rồi chị làm như Nhưng chị mà ăn làm nhiều. biếng vậy về có chửi chị cầm giam chị không? Không có chửi, đâu dám chửi đâu, chị chửi không. Chị chửi không hả? Ừ. Chị Chứ làm chửi, chị nói tại sao không đi làm ở nhà ở các ông vậy. Rồi cái nói là không có việc, việc ta làm nhóc mỗi ngày mà tại sao mình không có việc. Thế là mình mới mới bỏ được cái gánh trên vai xuống hả? Ừ. Mình có người yêu mới chưa? Có rồi. Có rồi luôn Ừ. hả? Lâu chưa? Người ta làm mai cho chị. Lâu rồi có, như người ta thấy chị thôi ra rồi là ta làm mai liền, là chị không có tự quen. Được mấy năm rồi? Chị quen hai 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 mối rồi. 2 mối rồi cơ hả? Ừ, một mối rồi 13 năm hồi chị ấy nó, người ta làm mai là ở Bến Tre qua, rồi chị cũng đi làm chung sống chung vậy đó. Vậy là Rồi mối 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 đầu là bỏ rồi nữa rồi bỏ hả? rồi, ừ, bỏ Được được mấy tháng là được bỏ? 5,5 rồi, bỏ mối rồi 13 năm, Sao bỏ? tại ta còn vợ thì mình suy nghĩ lại rồi thôi bỏ cho ta về vợ ta đi. Ủa vậy là lúc trước là quen mình là mình có biết không? Biết. Mình vẫn biết còn mà Ừ. mình vẫn quen hả? Biết nhưng mình chấp nhận, tại vì nó người ta nói là người ta lo được, người ta lo được cho mẹ con mình rồi mình quen. Là người ta chưa có ly dị vợ. Chưa, nhưng mà người ta vẫn giải quyết gia đình ta được, mình vẫn điện lần Thôi nào ta mình vẫn đừng nghe. tin, mình như vậy là Ừ. mình có lỗi đấy, Ờ, bởi vậy đúng bây giờ không? mình suy nghĩ lại rồi mình không quen nữa, Mình như vậy là cắt đứt luôn à, mình như vậy là mình là người thứ ba, mình phá phá vỡ người phá khác, phá vỡ gia can đúng gia đình không? người ta. Thường thường trên mạng người ta hay nói cái câu là tiểu tam đấy, Ừ. đúng không? Mà hồi đó chị cũng chị quen thì quen chứ chị nơi ổng ngã chứ chị cũng muốn sống chung. Là ông tán chị, ông nói ông vẫn còn vợ. Ừ, vẫn còn vợ, chị thừa biết ổng qua bên chị ổng mua dừa khô rồi. Vậy là mà vẫn duy trì được mười mấy năm, 13 năm chứ là chị vẫn gan đấy. nhưng mà chị không có ở nhà đâu, mà chị sợ bắt ghen, tại vì chị đi trên Thủ Đức chị làm hết trơn á. Rồi còn ông sau, Ông sau này mới quen có năm mấy nay thôi, nhưng mà có ngon lành không, ngon, ông chủ nhà trọ có là cô cục nhớt có chà bá không? không, ông siêng lắm, giờ ông đang đi làm chủ nhà trọ mà ông còn đi làm xưởng nhôm nữa. Ông có vợ chưa? Ông thôi vợ rồi. Đó, mình phải tìm hiểu kỹ Ừ, nha. thôi vợ. Thôi vợ là phải kêu ông đưa cái giấy tờ ly dị cho mình xem. Đúng rồi. Không may ông lại còn vợ, ông lại lại muốn kiếm ăn nữa hay Ừ. sao? Nên mà Thôi mình là vợ rồi. em góp ý cho chị như thế này, mình quen ai quen nhá. Ừ. Tư vấn cho chị, tại Ừ. vì dù gì em cũng có kinh nghiệm, em biết được hơn, bởi vì em tiếp xúc ở đây rất nhiều cái Đúng trường hợp về rồi. đây mà. Ừ. Quen ông nào quen, nếu ông nói thôi vợ rồi, thì ông đưa cái giấy ly dị. Ừ. Mình xem mình biết tin được. Ông cũng có hỏi Nha. chị, ông hỏi chị hả có ly dị thiệt không hay là nó dốc, chị đưa giấy ly dị ra. Ờ, chị đưa giấy ở ngoài tòa án đưa ra cho ổng đàng hoàng ổng mới tin. Ờ, vậy đó thì chị mới chấp nhận. Vậy là ở chung chưa? Không, ổng ở chung tại vì ổng mắc coi nhà trọ, ổng đâu có ở chung được. Ông có lo được cái gì cho mình không? Lo lo được đủ thứ hết trơn, lo hơn ông trước nhiều. Lo được cái gì? Chị kể sơ sơ xem nào. Thì nhà không có cái gì thì ổng mua nấy, tự ổng mua cho vậy đó. Ông đẹp trai không? Không, ổng đẹp trai, ổng bất kỳ. Rồi, Coi cũng được. ông người Bắc thôi chứ đừng có nói bất kỳ. Coi cũng được kệ Em đang người Bắc ổng đây này. không, ổng cũng chịu, ổng bất kỳ, Hả? ổng chịu, ổng bất Ông chịu kỳ. nhưng mà em không chịu. Ừ, em không chịu Người Bắc là người Bắc ấy, sao lại thôi. bất Ừ. kỳ? Ổng nói là ổng bất kỳ thì chị bắt chước ổng chị nói vậy. Em lại chị luôn đó. Mình không có phân biệt vùng miền. Ừ, biết rồi, nhưng Ừ. mà miền ta cũng như miền mình Đúng thôi. rồi. Ừ, nhưng mà tại ổng nói vậy cái chị quen cái miệng á, Ừ. tại vì ổng thích nói vậy, tại vì ổng nói với chị là ổng nói vậy không à, rồi chị quen miệng cái bắt chước chị nói vậy Là chứ em chị cũng quên em. ông lo là lo chu đáo cho mình hả? Đúng rồi. Ăn ngày 3 bữa, quần Ừ. áo mặc cả ngày ha. Ừ. Ừ. Có đưa đi chơi không? Đã rủ đi chơi chị làm miếng gì không đi, Sao hả? tại vì chị ở nhà chị còn sửa quần áo cho người ta nữa chứ gì đâu có không. À, chị biết may hàng hả? Ừ. Ông có mua được cái gì cho mình chưa?
Có mua đủ thứ hết trơn. Mua cái gì? Xe cộ vàng vòng chưa? Có mua hết trơn. Mua được xe hả? Ừ. Hôm nay ga lăng dữ hả? Ừ. Xe xịn không? Xe quay thường 21 triệu. 21 triệu là xịn sò rồi đấy. Ừ, sang xịn mịn rồi đấy. Mới mua được 3 tháng. 3 tháng. Ừ. Chị hay ha, nhất là chị không tự thương chị rồi tự mua chứ chị không có ngỏ lời chị kêu mua. Mình không có bào ha. Không. Chị có hiểu từ bào không? Không biết hiểu. Rồi ổng tự thấy chị may cái bằng máy gia đình hồi xưa á, rồi tự ổng đi mua bằng máy cho chị may. À. Ừ, rồi trong nhà chị không có bàn ghế thì tự ổng sắm, không có tivi thì tự ổng đi mua. Mai mốt ổng mua nhà cho chị là biết hay này. Ổng nói là ổng kêu chị đẻ cho ổng ngưng ngái đi ổng mua nhà, chị nói thôi ổng đẻ nữa đâu, khổ. Sống đẻ. Thì chứ nhỏ này dày đây sao chị đẻ được nữa, khổ tiếp nữa sao. Nếu mà cái ông sau này mà thật lòng thương chị, mà tốt thật sự, mà đã chấm dứt rõ ràng với vợ ly dị đàng hoàng rồi, thì mình cũng đến với nhau được, thì mình cũng đăng ký cái hôn cho đàng hoàng. Thì nếu mà hai người thương nhau thật lòng thì mình có con là bình thường. Ông nói để kêu ông kết hôn, ông nói để ông nuôi con trai, ông học ở bên Cần Thơ học bác sĩ á, rồi 2 năm nữa ra trường rồi ông kết hôn. Vậy là tốt rồi ha. Vậy là bây giờ là trải qua nhiều mối tình rồi. Là bây giờ mối tình này là chốt chưa? Chốt rồi. Chắc ăn không? Chắc. Chắc là như đinh đóng cột đó. Ok. Nhưng mà đinh đóng cột là còn nhổ ra được. Nhổ được. Cái này là phải đổ bê tông. phải đổ bê tông mới được. Rồi mình quay lại chủ đề chính ha. Cái này là mình có thể là hôm nay mới có dịp thì chị cũng chia sẻ cái đời tư của chị. Đúng không ạ? Đúng. Chính vì những cái điều đời tư đó nên mà chị bây giờ đến con nhà mình như vậy nên chị rất xót xa. Mình quay lại vấn đề chính ha. Thì bây giờ cái tâm nguyện của chị là về đây là mong muốn là con gái mình sớm quay trở về. Đúng. Đặc biệt là mang cháu ngoại về để cho gia đình hai bên nội ngoại chăm sóc. Đúng rồi. Và mong muốn rằng cái thanh niên kia hãy tha cho con gái nhà mình. Đừng có yêu đương gì nữa. Kiếm thanh niên độc thân thì kiếm người khác. Kiếm người độc thân giống như nó vậy đó. Mà yêu. Và tới giờ phút này mình chưa biết là ai dụ ai, chưa biết thanh niên kia hay là chưa. Con gái nhà mình. Đúng rồi. Nhưng mà con gái nhà mình chưa đủ tuổi là thanh niên kia sai rồi. Chuyên kia sai đó. Nếu như ra ngoài tò là thanh niên kia sai. Rồi bây giờ chỉ có điều nào? Bây giờ con mình dụ, giờ người ta cũng ra tò, ta cũng nói là thằng kia dụ thôi. Nhất là chị hiểu luật ha. Tại vì chị có ra tò chị biết. À vậy hả? Rồi bây giờ chị có cái điều nào mà chị muốn nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng giúp đỡ gia đình nhà mình không? Chị muốn nhờ cô chú cộng đồng mạng là giúp đỡ cho chị, cũng như là gặp cháu nó ở đâu là cũng như cho điện về số điện thoại đó cho chị hay dùm. Chị cảm ơn hậu tạ những người đó. Bây giờ là cả gia đình rất lo, là lo cho đứa cháu ngoại nhỏ mới 5 tháng tuổi thôi. Mà đặc biệt rằng là không biết người mẹ chăm sóc như thế nào đây. Nhỏ quá. Nhỏ quá. Bé cũng nhỏ mà có con gái cũng nhỏ quá. Thế mới khổ. Ừ. Hy vọng rằng là con gái xem được video này thấy mẹ của con về đây, nhờ các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con, thì con đang ở đâu đó, con hãy nhanh chóng ẩm cháu ngoại về với gia đình để mà nội mẹ nội ngoại hai bên chăm sóc hộ. Chứ bây giờ mà con tuổi còn nhỏ mà con ẩm đi như vậy mà ra ngoài rồi ăn uống như thế nào, chăm sóc ra sao đây. Nên mà gia đình rất lo, nên mà hy vọng con gái nếu có thương cái thanh niên đó như thế nào đi chăng nữa thì cũng về giải quyết cái chuyện gia đình chồng cho nó đàng hoàng tử tế, rồi mình muốn yêu ai thương ai thì thương rồi. Nhưng mà phải mang cháu ngoại về để cho gia đình chăm sóc, đừng bỏ đi như vậy. Nên mà hy vọng rằng cái thanh niên kia cũng vậy, nếu mà thật lòng mà thương con gái nhà người ta, mà con gái người ta đang có chồng con mà thương cái gì bởi vậy, thì khuyên nếu mà xác định mà thương á thì khuyên cho em gái này, bé gái này sớm ẩm con quay trở về đi. Mình thương như vậy là mình phá vỡ gia can hạnh phúc của người khác, và đặc biệt rằng là mình như vậy là cái hành vi là không có đạo đức. Năm nay là mình 18 tuổi, mình đủ suy nghĩ nhận thức rồi mà. Còn bé này mới 17 tuổi thì đôi khi suy nghĩ chưa được chỉnh chạc. Thật sự đây là một cái điều mà rất là khổ. Câu chuyện nhà mình là phức tạp lắm á. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình, đặc biệt là có ẩm một bé nhỏ đi mấy năm tháng tuổi, thì cô chú anh chị thấy thì hãy liên hệ với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp, cũng như là khuyên em gái này sớm ẩm con quay trở về đoàn tụ với gia đình để gia đình chăm sóc cho, đặc biệt là chăm sóc cho đứa nhỏ. Thì em rất mong rằng tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa, hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được cái thông tin chính thức là bé ở đâu để giúp bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Thì hôm nay chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con gái và cháu ngoại. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái và cháu ngoại mình không? Đồng ý. Và toàn bộ câu chuyện chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Đúng sự thật luôn. Nếu sai? Nếu sai chị chịu trách nhiệm hết.
trước pháp luật, trước pháp luật luôn. Dạ. Rồi rồi với kia trước hiệp sĩ luôn. Cuối video này em chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là con gái cũng như cháu ngoại của chị sẽ quay trở về một ngày gần nhất và bình an nhất nhá. Em xin phép chào chị, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.